Thưa quý khán giả, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, du lịch Tây Ninh đã ngoạn mục vươn lên, trở thành điểm nhấn, điểm sáng trên bản đồ du lịch của cả nước khi liên tục dẫn đầu về số lượng du khách đến tham quan du lịch. Chưa dừng lại ở đó, con số này được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng lên và kéo dài cho đến hết tháng Giêng, ghi nhận của phóng viên Sơn Vương và Duy Hiển. Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, năm nay do không phát hành và không thu vé vào cổng nên không có cơ sở để khẳng định chính xác số lượng khách đến tham quan khu du lịch Núi Bà. Tuy nhiên, dựa vào số khách sử dụng dịch vụ cáp treo và ước số khách hành hương bằng đường bộ, Ban Quản lý Khu Du lịch nhận định số khách đến với khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đã thực sự đạt kỷ lục mới, thậm chí còn vượt xa lượng khách đến với khu du lịch từ trước khi có dịch. Để kích cầu cái du lịch, cho nên là tỉnh ủy, ủy ban đã miễn cái vé vô cổng để nhằm thu hút cái ngành du lịch và để đưa người dân đến với lại cái khu tâm linh của Núi Bà Đen. Cái lượng khách mà đến với Tây Ninh trong thời gian vừa qua đạt gần coi như là 1 triệu lượt khách. Theo cái đánh giá của Ban Quản lý là lượng khách tiếp tục tăng vào những cái ngày nghỉ của tuần. Đến nay, dù đã hết Tết, thế nhưng hàng ngày khu du lịch quốc gia Núi Bà vẫn ghi nhận hàng ngàn lượt khách đến tham quan chiêm bái, trong đó có trên 70% khách sử dụng dịch vụ cáp treo để di chuyển lên chùa Bà và lên đỉnh núi. Năm nay, với sự đầu tư của tập đoàn Sun Group, nhiều công trình kiến trúc độc đáo đã kịp hoàn thành đưa vào hoạt động vào đúng dịp Tết. Đây chính là một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần tạo nên kỷ lục cho du lịch Tây Ninh. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen thì phải nói là được sự quan tâm của tỉnh ủy, của ủy ban để mời gọi các cái nhà đầu tư đến để đầu tư có những cái dự án mới ở trên đỉnh. Trước đây chỉ có du khách lên chùa Bà để mà hành hương. Nhưng mà bây giờ là hiện tại là có những cái dự án đã hoàn thành của Sun Group. Nhà đầu tư cũng đầu tư tất cả các cái hệ thống camera dọc tuyến đường bộ. Năm nay phải nói là cái tình trạng cướp giật, móc túi là hầu như là không có xảy ra tại khu du lịch. Cùng với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, công trình đạt kỷ lục tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, thì quần thể các công trình kiến trúc tâm linh đẳng cấp quốc tế đã thực sự thỏa mãn nhu cầu viếng chùa lễ Phật vào dịp Tết của du khách. Trong đó, tại khu vực Đại Sảnh Mái Dòm, với công nghệ chiếu phim hiện đại bậc nhất thế giới đã mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu và khám phá về vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo. Ngoài ra, cảnh quan thiên nhiên trên đỉnh núi luôn được quan tâm đầu tư đổi mới. Trong đó điểm nhấn là hơn 15.000 đóa hoa tulip đã lần đầu tiên nở rực rỡ trên đỉnh núi Bà, mang đến sự mới lạ thích thú cho du khách. Số hoa này cũng không ngừng được đầu tư thay mới, bày trí đại, đảm bảo luôn tươi mới, đẹp mắt, khiến cho những du khách dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần đến với khu vực đỉnh núi cũng cảm thấy bất ngờ, mới lạ. Lần đầu tiên tôi đến đây, thấy cái kiến trúc ở đây rất là đẹp, với lại những cái bài trí về hoa tulip, lễ hội hoa nhìn rất là thích, rồi không khí rất là mát mẻ nữa. Tôi lên đây rất là bất ngờ vì thấy một cái vườn hoa, lúc đầu tôi đến tôi tưởng là hoa giả, nhưng thực sự là hoa thật và rất là thơm. Khuyến khích mọi người sẽ cùng đến với đỉnh núi Bà hưởng một cái không khí trong lành, cũng giống như là ở Đà Lạt, là Đà Lạt 2. Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, cùng với các điểm nhấn về công trình kiến trúc, thì chính thành quả phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, việc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, sự hợp tác chặt chẽ giữa các sở ban ngành tỉnh trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tất cả đã giúp người dân, du khách yên tâm hơn khi đến với Tây Ninh và viếng cảnh núi Bà.